Mình đã trở lại rồi đó, già lợi hại hơn xưa. Nhưng mà đầu tiên là phải hello các bạn trước. Hello các bạn đã đến với kênh của Quang Lân vẽ. Và hôm nay mình sẽ vẽ cái con gì ta? Mình chưa biết tên của nó nữa. Các bạn nào mà có biết tên của cái con này thì các bạn nhớ bấm đăng. Không phải nhớ comment ở dưới cho mình nha. Mình nói mà mình cũng nói lộn nữa. A khắc. Giờ hàm răng nha. Mà sao hàm răng nó to xa. Mình thấy cái này cũng to lắm. Mình thấy cái hàm răng nó cũng to vậy mà. Hàm răng của nó đẹp mà. Đúng không các bạn? Thời, con mắt nó nhỏ quá. Cho nên chắc nó không thấy đường đâu thấy các bạn. Cho nên bây giờ mình sẽ vẽ cho nó to hơn. Ok. Ok con dê. Ok con ti ti. Rồi vẽ cái này cho nó cao hơn một chút là được. Đó, thấy chưa các bạn? Rồi. Tiếp tục nào. Cái nồng nó to thế. Cái nồng nó siêu to, siêu khổng lồ luôn. Cái đó đánh một phát nào là thần cho phát đó nó. Rồi. Rồi. Đúng. Rồi, xong. He. Giờ này mà chỉ mới vẽ có phần đầu thôi. Ê. Đó thì không biết cái này nó có sao không nữa. Ờ mà quên phải về cái cổ cho nó nữa. Rồi cái cổ đang giá. Ok. Đầu tiên thì mình phải vẽ chữ V mới vẽ được cái nồng đó. Cái nồng này là chữ V. Ghép lại và hai cái nồng bên được. Cái chiếc này hình như nó lấy từ VK44. VK44 bị hư đó các bạn. Nó lấy VK44 gì nó chế thành KV44 đó các bạn. Thấy chưa các bạn? Và hai cái nồng này nó khác. Chắc là với lại chắc là nó hết sắt hay sao á. Không phải hết sắt mà là nó làm biến các bạn ơi. Nó làm biến nha các bạn. Nó rất là làm biến. Cho nó dễ vậy. Nó làm vậy. Và các bạn hãy bấm chuông và bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Hai cái nòng này cái nòng bên bên trái nó khác nòng bên phải các bạn ơi. Nó cái nòng bên trái nó là 4 cái lận 1 2 3 4, còn bên đây là nó chỉ có 2 cái thôi. Các bạn thấy không các bạn? Đó, bây giờ mình sẽ copy ra là được. Giờ cái ở dưới đây á hả? Thì mình nên vẽ cái nồng sao ta? Chưa. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Mình sẽ vẽ cái body hình cái hàm răng này cái. Phải như vậy. Rồi xuống đây mình sẽ vẽ cái nồng ở đây nha các bạn. Cái nồng ở dưới đây chứ. Rồi copy cái này qua, rẽ qua. Thế là xong. Bây giờ vẽ cái lớp dày ở ngoài nữa. Cái lớp dày bảo vệ cái nồng các bạn ơi. Bảo vệ cái nồng. Bảo vệ cái nồng đi. Dạ. Con ốc huyền thoại.
con ốc dặn nha các bạn, ốc ốc với tê chứ không phải là con ốc sên nha các bạn. Con ốc sên ở trên nó lỡ nó cắn KV44 của mình này. Ở con KV chứ không phải ca con dê nha các bạn. KV chứ không phải ca con dê. Nói mà cũng nói lộn đó các bạn. KV V và vẽ cái nồng nữa. Cái này nó cũng hết sơn là sao á. Nó hết sơn sao á mà cho nên nó mới một lát mình vẽ cho các bạn coi. Giờ các bạn chưa biết đâu, một lát mình sẽ nói nó hết sơn chỗ nào nha các bạn. Hết sơn chỗ nào nha các bạn. Trời ơi. Cái nồng này. Ok, ra nào, ra chưa nào. Ủa, sao nhớ chiếu vậy? Thôi thì mình phải vẽ to ra chứ sao. Đó, to ra. Kéo dài ra. Ok, con dê. Đó mới là dê đó các bạn. Oh yeah, 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 oh yeah. Và cái nồng này nữa. Cái nồng này không phải là một cái nồng đâu nha các bạn. Biến hóa một cái nồng ra thành hai cái nồng. Phải định vẽ thôi chứ không copy ra được đâu. Rồi ok, thì copy cái này qua để đó hay chưa các bạn. Quay qua rồi để qua bên đi, đánh cho nó chuẩn là bể qua. Để rồi sao nữa ta? Cái phần này là mình sẽ vẽ cái nồng nhỏ này nữa. Đó các bạn thấy không các bạn? Và mình sẽ copy cái phần ở trên ra, cái phần nồng ở trên đó đó, rồi copy để xuống dưới. Hai cái nồng hai bên đây khác, hai cái nồng trên cũng khác, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đó nó khác. Và cái nồng này nó cũng to quá cho nên bây giờ mình phải vẽ như vậy thôi. Đó, xong cái phần thân ở trên. Nhưng mà chưa chắc đã xong. Còn nhiều nồng thầm. Còn mấy cái nồng chưa biết. A khắc. Và mình cần một cái nồng này nữa. Nữa. Thôi cái nồng này nó xấu quá, bây giờ mình phải sửa lại một chặt nữa mấy bạn. Các bạn ơi, nó mới đồng đều nhau được. Không phải nó mới đẹp được chứ. Rồi mình sẽ coi cái chữ nào được ta. Chữ KV44 này được cho nên để nó vô luôn. Ok. Giờ sắp vẽ được cái bánh xích rồi nha các bạn. Giờ vẽ cái khiên nữa. Ủa như cái gì vậy? À đúng rồi, cái khiên bảo vệ bánh xích. Gì đấy? Sai rồi nhá. Rồi làm lại. Đấy, quá chuẩn. Vỗ tay. Giờ tới phần thì ấy, phần dạ mới xét ta. Mệt thật. Ơi, ngủ. Không. Đang vẽ mà ngủ gì trời. Ok. Sắp vẽ rồi nha. Sắp vẽ xong rồi nha chứ quên. Rồi vẽ cái tô màu, rồi vẽ cục đèn nữa. Cục đèn vẽ rồi, giờ tô màu nữa, thật thâm. Đó các bạn thấy không, nó là màu xám. Xong rồi bây giờ mình sẽ tô xám lẫn xanh nha các bạn. Nhưng mà xám ít hơn xanh nha các bạn. Đó các bạn xem nè, xem mình nha. Đó KV44 chứ phải VK44 nha các bạn. Trời ơi, các bạn mà hiểu nó là VK44 là sai nha. Con này là KV44. Đó, màu xanh lẫn màu xám. Rồi, ok. Rồi, cần phải tô màu. Dạ.
Nhưng mà chỉ có đậm nhạt của nó thì rồi mà cho các cái nồng nữa. Đó, màu sệt, màu đậm, màu nhạt, màu đậm gì cũng có hết. Nhưng mà màu xanh là nhiều nhất nha các bạn. Màu xám cũng có, nhưng mà màu xanh nhiều hơn. Đó, thấy chưa? Năm sao lận nha. Năm sao. Ok, bây giờ mình mệt quá, mình cần phải vẽ thêm 5 sao nữa. Ok, không thể. Cái này thì vẽ tô màu thêm mấy cái nồng tô màu đỏ cho cục đen nữa. Đó, tô màu cho cắt cho lông xuống. Rồi ôi, quá đẹp luôn này. Siêu đẹp luôn. Ồ mà sao cái nồng này nó kiểu quá ta. Sửa lại. Nó méo xẹo các bạn ơi. Nó méo xẹo, méo kiểu méo kiểu méo mà không bắn được. Các bạn bắn ra nổ nòng các bạn. Không phải nổ cái nòng mà là nó kẹt viên đạn tổng các bạn. Chứ nổ nòng là xin vĩnh biệt à. Nghỉ bắn. Ok, rồi cái bánh này xong. Giờ mình sẽ kiểm tra còn thiếu gì. Ấy, còn thiếu con ốc. Không có con ốc không lẽ làm xong cái nó tan thành tro bụi nha các bạn. Tan thành tro bụi nha các bạn. Nó đã tan thành tro bụi. Và tới đây mình cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Sao mà vẽ chuyện này mệt thế.